sao chúng lại đòi hỏi ở ta? Người dân nói ra nguyện vọng vì anh khiến họ cảm thấy đủ an tâm để chia sẻ. Anh tới chỗ mấy điều ước, đừng ai làm phiền anh nếu không có tình tốt. Gương kia trên tường, trần gian này ai đẹp nhất? Sao ta ngăn được? Khi đẹp trai là do xem si truyền đi. Nhớ rằng ta tên mặt nhi phi sen, người tốt toàn năng như là những vị thần, nhiệt quyết thanh thề nhưng luôn biết kiềm chế. Ta bao dung nhân từ, gian nan không chần chừ. Hãy nhìn xem, ta trao cho bé đi tôi chiếc áo mới mày. Nếu còn cần gì hãy nói ngay, ta luôn đưa đôi tay ra giúp trước tiên Henry. Này nếu bỗng nhiên gặp nguy biến thì chớ đắn đo mau lên tiếng. Lâu đài thanh thang này luôn sẵn sàng chào đón ai bơ vơ lang thang. Không cần lo chi điều miễn phí, cần gì nữa hãy cứ nghĩ cứ ước tiếp đi. Ta tặng ta ban ta trao ước nguyện cho, đến khi bọn chúng hài lòng. Và ta đi chỉ hy vọng nhận được một chút sự tôn trọng. Họ bao đáp ta đến thế sao? Bao đáp ta đến thế sao? Họ bao đáp ta đến thế sao? Ngài quá tuyệt vời. Oh, hãy nói gì đi người hơi. Hay là hãy khen rằng ngài vui tính mạnh mẽ, phong độ dũng cảm. Nhìn xem nơi đây ta đã xây dựng, vậy mà ngươi chưa ưng còn than vãn không ngưng. Chắc ngươi nghĩ mình luôn đúng hay sao? Hãy tới thử xem ta đã làm như thế nào. Oh, oh. Có bao nhiêu điều ước được cho năm ngoái đây? 14 dược kế hoạch rồi đây. Giờ đây nhà ngươi lại tra hỏi ta, thật quá bất kính đối với chính đức vua. Ta thường bao dung và dễ thứ tha. Yeah, thật ra thì không khó nha. Kể từ ngày ngươi sinh ra cho đến ngày ngươi gặp ta, họ báo đáp ta đến thế sao? Báo đáp ta đến thế sao? Và nhìn xem sự biết ơn này, cảm ơn ta như đây hay sao? Muốn làm điều này, ta đã thề sẽ không làm vậy. Nhưng ta tin mình không bị thôi miên bởi những trang sách này. Tìm cách để giữ được sức mạnh thôi. Một bình thuốc, lời nguyền, câu thần chú triệu hồi. Bất cứ điều gì miễn là có cơ hội. Ta không muốn bị cuốn sách ràng buộc bởi mà thôi. Nhưng lúc tuyệt vọng thì không thể lòng vòng. Nói tới đâu rồi? Oh yeah. Tìm ra ngay thôi nơi chốn nào, hỡi những kẻ phản bội xấu xa. Ra đây nào, giải thích cho ta hiểu, thì lôi co lên mây cũng sẽ thư tha. Chờ xem ai tìm được ai trước nào, giờ trả lại điều ước sao. Hãy nghĩ đi, cái giá phải trả cho sự phản bội sẽ thế nào. Họ báo đáp ta như thế sao? Báo đáp ta như thế sao?